Thưa quý vị, như chúng tôi đã thông tin, vào tháng 4 vừa qua, ngay lúc đỉnh điểm của hạn mặn, thì trên địa bàn tỉnh, nông dân xuống giống hàng ngàn hecta lúa hè thu sớm, không theo khuyến cáo của ngành chức năng. Với nỗ lực điều tiết nước cùng sự may mắn khi những cơn mưa đầu mùa đến kịp lúc đã giúp cây lúa phần nào vượt qua cơn hạn. Thế nhưng cũng có những ruộng lúa đã không chờ được mưa và đã có thiệt hại. Quyết định xuống giống có nghĩa là nông dân chấp nhận đánh cược với rủi ro. Tuy nhiên việc này được lặp đi lặp lại trong nhiều năm, chứ không của riêng năm nay. Xuống giống không tuân thủ lịch thời vụ vẫn là vấn đề làm đau đầu ngành chuyên môn và chính quyền địa phương, bởi nó ảnh hưởng đến lợi ích của người nông dân. Với lý do là dùng trũng lại đầu nguồn nước ngọt, nên địa phương mà nông dân cho xuống giống vụ hè thu sớm trước lịch thời vụ với diện tích lớn trong tỉnh là huyện Hồng Dân với hơn 4.000 hecta. Trước sự cực đoan của thời tiết và những nguy cơ ảnh hưởng xấu đến trà lúa, sau khi được ngành chức năng tuyên truyền vận động, thì vào trung tuần tháng 4, nông dân trong vùng đã hạn chế xuống giống vụ hè thu sớm. Những trà lúa đã xuống giống thì được nông dân theo dõi, thường xuyên bơm nước từ các kênh nội đồng vào để đảm bảo sinh trưởng cho lúa. Nhờ đó, phần lớn diện tích lúa được cung ứng đủ nước kịp thời, nên chờ được đến khi mưa xuống vào đầu tháng 5 để có thể tiếp tục sinh trưởng và phát triển. Thế nhưng, nỗi lo của nông dân là liệu giá lúa khi thu hoạch có bù được chi phí bơm tưới cho ruộng suốt thời gian chịu hạn. Nông dân chia sẻ, nếu giá lúa bán ra từ 7.500 đồng đến 8.000 đồng một ký thì sẽ có lãi. Còn nếu từ 6.500 đồng đến 7.000 đồng thì chỉ đủ vốn. Còn nếu dưới 6.000 đồng thì dù có năng suất vẫn không được lãi. Cũng cạn nước đó, mắc bơm lên kinh dãnh bơm nhờ, bên kinh mới đó, bơm. Bơm ra nó cũng gần tháng rồi mới mưa đó. Đi đường của mình đường xa quá đó, dẫn nước xa cũng tốn. Bơm tới mấy ngày, 3 ngày mấy đó. Không phải ruộng lúa nào cũng được bơm đủ nước để chờ mưa. Có những ruộng lúa nằm xa nguồn nước hoặc kênh nội đồng quá nhỏ, khô cạn thì phải chịu thiệt hại. Một số diện tích khô héo, số còn lại thì lúa non chết chầm lõm. Những cây còn sống cũng không phát triển mạnh, ảnh hưởng đến năng suất cuối vụ. Ở những diện tích lúa chết lõm, cỏ mọc chen khá nhiều nên để lúa phát triển tốt, nông dân phải tốn thêm tiền thuê nhổ cỏ. Ở những ruộng lúa như thế, nông dân lâm vào cảnh bỏ thì thương, dương thì tội vì chẳng biết năng suất, giá lúa lúc cuối vụ có bù được chi phí, công canh tác hay không. Thời gian nó kéo dài quá lâu, cỏ có một số lúa mà diện tích ruộng ít á, thì người ta sẽ mướn nhỏ, mướn thuê nhân công nhỏ. Còn diện tích nhiều quá thì cũng xịt hết được rồi, thua chịu bỏ. Thì có số người là làm diện tích mỗi một hộ khoảng 5-7 công, thì bây giờ nhờ mưa xuống thì còn tầm khoảng 1-2 công thôi. Trước những ảnh hưởng của thời tiết đến trà lúa của nông dân, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Hồng Dân đã khảo sát từng diện tích, nhận định thiệt hại và đưa ra những khuyến cáo phù hợp để các hộ dân khắc phục, hạn chế thấp nhất thiệt hại. Tùy theo cái điều kiện cụ thể thì đối với những cái trà lúa mà trong cái điều kiện mà xuống giống mà gặp cái hạn hán xâm nhập mặn thì chúng tôi cũng đã triển khai tập huấn cũng như là cái biện pháp để canh tác trong cái điều kiện hạn mặn, có thể là mình cung cấp các cái nguồn dinh dưỡng cho cây lúa thông qua bằng cái biện pháp phun xịt để duy trì khi mà cái điều kiện mà sản xuất nó ổn định, đặc biệt là điều kiện thời tiết như có nước thì cũng tuyên truyền vận động cho bà con nông dân là tranh thủ để lấy nguồn nước vào để kết hợp với cái biện pháp mà tưới ngập khô xen kẽ để duy trì cái hiện trạng của cây lúa trong cái điều kiện mà thiếu nước. Với những nỗ lực, sự cố gắng của ngành chức năng và của chính những người nông dân đã giúp nhiều diện tích lúa trụ được trong những ngày nắng nóng, thiếu nước. Vượt qua những ngày nắng hạn, niềm vui, nỗi buồn, sự bất an của nông dân vẫn còn. Thiệt hại không là quá nặng, song đó là bài học kinh nghiệm lớn đối với người nông dân trong sản xuất, ứng phó với biến đổi khí hậu. Khi kinh nghiệm canh tác đã và đang dần trở nên lạc hậu trước những diễn biến bất thường của thời tiết. Và điều đó đòi hỏi nông dân phải tuân thủ lịch thời vụ. Tuân thủ lịch thời vụ để hướng đến sản xuất lúa hàng hóa, sản xuất hiện đại, đó là ứng dụng công nghệ, máy móc vào sản xuất và cuối cùng là một nền nông nghiệp phát triển bền vững.